Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 9 tháng 5 2024, giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng với lúa và phụ phẩm, trong khi điều chỉnh giảm với mặt hàng gạo. Ghi nhận tại các địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, giao dịch chậm, lượng ít. Giá lúa hè thu vẫn nhu cầu mua chậm. Tại Đồng Tháp, nguồn lúa nối vụ khá. Tại Sóc Trăng, Bạc Liêu lúa đông xuân còn ít. Giá tham khảo hôm nay: lúa đông xuân khô IR504 khô 9.700-9.800, OM380 9.600-9.700, OM5451 10.000-10.200, OM18 10.300-10.500, Đại Thâm 8 10.300-10.500, ST21 11.400-11.500, ST24 12.500-12.800, Japonica 10.300-10.400, nếp Long An 9.800-10.100. Giá lúa tươi tại An Giang: nếp An Giang 7.000-7.200, nếp Long An 7.700-7.800, OM380 7.800-8.000 đồng, IR504 8.000-8.100, Nàng Qua 8.300-8.500, Đại Thâm 8 8.300-8.400, OM5451 8.100-8.200, OM18 8.300-8.400, OM4900 7.700-7.900, OM34 7.700-7.800. Tại Kiên Giang, IR504 8.000-8.100, OM380 7.800-8.000 đồng, Đại Thâm 8 8.200-8.400, OM5451 8.100-8.200, OM18 8.200-8.400, Nàng Qua 8.300-8.500, RVT 7.900-8.100, DS1 7.500-7.600, ST24 9.100-9.300, OM34 7.700-7.800, Jasmine 7.800-8.000 đồng, Japonica 8.400-8.600. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, IR504 8.000-8.100, OM380 7.800-8.000 đồng, Đại Thâm 8 giá 8.200-8.400, OM5451 8.100-8.200, OM18 8.200-8.300, Nàng Qua 8.300-8.500, ST24 9.600-9.800, OM34 7.600-7.800, Jasmine 8.200-8.300, Japonica 8.400-8.600. Tại Đồng Tháp, IR504 8.000-8.100, OM380 7.800-8.000 đồng, Đại Thâm 8 8.200-8.400, OM5451 8.100-8.200, OM18 8.200-8.400, Nàng Qua 8.300-8.500, OM4900 7.800-7.900, nếp An Giang 7.000-7.200, nếp Long An 7.700-7.800. Tại Sóc Trăng, IR504 7.800-8.000 đồng, OM380 7.500-7.600, Đại Thâm 8 8.000-8.200, OM5451 7.900-8.100, OM18 8.000-8.200, OM4900 7.600-7.800. Lúa Tài Nguyên 8.300-8.500, RVT 7.900-8.100, VNR20 7.400-7.600, ST21 7.900-8.000 đồng, ST24 9.600-9.800, OM34 7.600-7.800, Jasmine 8.400-8.600, DS1 7.900-8.100. Tại khu vực Bạc Liêu và Cà Mau, IR504 7.800-8.000 đồng, OM380 7.500-7.600, Đại Thâm 8 OM18 8.000-8.200, OM5451 7.900-8.100, Nàng Qua 8.400-8.500, RVT 7.900-8.100,
VNR20 7.400 tới 7.600, ST21 7.900 tới 8.000 đồng, ST24 25 9.500 tới 9.700, OM34 7.600 tới 7.800, Jasmine 8.400 tới 8.600, DS1 7.900 tới 8.100. Tại Long An, Tiền Giang, nếp Long An 7.700 tới 8.000 đồng, IR504 8.000 tới 8.100, OM380 7.500 tới 7.700, Đại Thâm 8 8.200 tới 8.400, OM54 51 7.600 tới 7.800, OM18 8.100 tới 8.300, OM49 00 7.800 tới 8.000, RVT 7.800 tới 8.000, ST24 25 9.800 tới 9.900, OM34 7.600 tới 7.700, Jasmine 8.400 tới 8.600, DS1 7.900 tới 8.100. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR504 7.900 tới 8.000 đồng, OM380 7.500 tới 7.600, Đại Thâm 8 8.100 tới 8.300, OM5451 7.700 tới 7.800, OM18 giá 8.100 tới 8.300. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.